Vô chị, vô nhà ngồi ngồi nói chuyện với chị. Sao rồi, khỏe không? Từ hàng không xuống tự nhiên. Sao biết em vậy? Từ hàng không xuống hả? Sốt rồi. Rồi, rồi, thôi vô nhà ngồi ngồi đi chị. Tôi đâu có tiền đâu, tối ngày bác uống thuốc hoài vậy, bà già bà chết rồi bà chịu thôi chứ. Ăn nói kỳ cục quá. Ăn nói vừa phải. Giật bà chết luôn á. Rồi 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 rồi. Thấy chị uống thuốc bổ mà đâu có gì. Bổ gì mà bổ á, bệnh rồi uống hoài vậy. Bổ gì mà bổ. Thôi em lấy thuốc gì uống gì chịu không? Ăn thuốc gì? Cái thuốc bổ kìa. Thôi đừng nhóc. Hử? Uống không? Uống vô đang coi cái sức khỏe không gầy, từ hôm mà chị đi xuống tới dưới đó mệt, mệt lắm không chị, đi xuống mà đi tới đi máy bay sao mà mệt, bữa đó muốn xỉu rồi phải không? Lo chập chân gì hết. Dạ, gì mà chập chân, đi nó có sạch đâu. Lo chết rồi. Chị ăn cơm chưa? Ngon lắm. Nó thấy không? Dơ nè, thấy không? Chân quá trời dơ luôn. Chân dơ nổi. Dơ quá. Chưa chảy đầu luôn. Mệt hả? Lau chút xíu mệt rồi. Mà bực. Nè chị ngồi nói chuyện với em, bữa đó sao mà chị đi xuống tới dưới đó vậy? Đi bằng cách nào? Đi bộ. Đi bộ hả? Sao không chị nói em chị đi gần máy bay xuống? Có ai chở chị đi không? Có. Ai vậy? Anh trai. Anh trai hả? Ừ. Chở chị đi xuống cái đó rồi bỏ chị vậy đó. Chở chị đi mấy ngày? Ba ngày. Có ba ngày hả? Nói gì thì không tỉnh nổi. Rồi sao chị không kêu nó anh trai chở chị vậy? Tại vì thấy ở Việt Nam là bà không tình nổi đâu. Trả lời rất là lung tung nha. Tại đây để có điều kiện người chở chị đi vô thăm bác sĩ nha, bác sĩ xin nha. Anh chở hả? Không chứ người nhà đi. Thấy em chở chị đi không? Em chở chị đi ha. Không có tiền nha. Ừ, không có tiền cũng sao. Anh biết bác sĩ xin không? Thì em hỏi giống như em hỏi chỗ chị gì nè, hỏi địa chỉ rồi đi tới à. À bữa nay uống thuốc trước đi. Không, uống thuốc này thuốc bổ mà đâu có bệnh. Ai cho thuốc bổ? Hồi nào tôi uống thuốc của ổng. Uống thuốc bổ đó, tại vì chị sao mấy ngày nay chị đi nhiều á, chị đi nhiều mà mệt, uống thuốc bổ vô cho nó khỏe, uống ít thôi không uống nhiều. Mà thuốc ở nhà khác, thuốc điều trị khác ở bệnh viện khác. Bên nào kêu uống thuốc này gì? Tại nó làm uống. Mà nghĩ đi, không có tiền lấy uống tay. Biển có thôi. Tôi đâu có tiền đâu, rồi tối ngày bác uống thuốc hoài vậy, bà già bà chết rồi bà chịu thôi chứ. Ăn nói kỳ cục quá. Ăn nói vừa phải. Giật bà chết luôn á. Rồi 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 rồi. Thấy chị uống thuốc bổ mà đâu có gì. Bổ gì mà bổ á, bệnh rồi uống hoài vậy. Nói chuyện kỳ vậy. Xin lỗi đi. Nó hết bệnh thì thôi, tự nó chị là ăn bắt con tao thuốc hoài. Thì bởi vì nếu mà có đi trong bác sĩ thì em chở chị đi ha. Không có gì đâu. Hết bệnh thì không, là ăn gì thôi, đi không. Thì hết bệnh rồi mình vô trong đó mình đi thăm thôi chứ không có làm gì nữa. Vô chùa chơi đi, ngủ trong chùa sướng hơn. Chùa chiền đâu có bắt nạt phụ nữ đâu. Dẹp nó chát thôi mà vô chùa nó thanh tịnh không? Gì hả? Ừ. Còn gì không thuốc ý. Bị chết hả? Ừ. Bị chết vấn đề gì chị hay nói em nghe được không? Mình đi tiền nữa mà người ta chết được tiền nhiều quá. Tiền nữa hả? Nếu không tiền làm gì được chứ. Chỉ có một bọc chị thôi. Không bọc tiêu diệt đồng tiền thôi. Người nào chết vì tiền thì tiêu diệt người đó luôn. Anh chết vì cái gì? Bom hay điện tử? Ừ, tan nát luôn. Vậy gặp ai mà ngồi. Nói vậy.
tùm lum đó. Nói gì? Ngồi đàng hoàng coi nha. Thì bây mà kia chị uống uống thuốc bổ vô không chị uống? Vô chùa cho nó hỏi nó không chứ sao. Vậy hả? Chị thường qua bên chùa lắm hả? Chụp Phật học với lộ qua bên đó. Đi lộ bộ qua đó. Mất xe rồi. Xe đi đâu bỏ mất tiêu. Bỏ mất xe đâu vậy? Mà. Cái xe đâu? Ở cái xe đạp đâu? Đi Tân Sơn Nhất. Ừ. Bỏ xe đạp. Để đâu? Mất thì mua xe khác. Tiền đâu mua? Mất hoài vậy? Tiền đâu mua? Tự kiếm sống đi. Bà có tiền lương mà. Không hoài vậy? Bà kỳ vậy? Thôi đừng phản ứng. Ông nói kỳ quá. Đừng phản ứng với mẹ vậy. Chị phản ứng. Phản ứng với cô vậy là người ta nói chị chưa hết bệnh đó. Kể đi, nói giam tôi đi. Có tiền giam gì? Đúng cái gì vậy tôi? Lấy chồng sanh con như bà vậy đó hả? Đồ mất dạy. Chị nói chuyện với mẹ vậy là người ta nói gì còn bệnh đó. Mất xác bà đi. Không, giống như là ở nhà không phân với cô hả? Ở ngoài đó, nó nói gì nữa. Ở ngoài thì được. Mày không nói nữa. Nó tưởng nó rồi. Sao vậy chị? Hỏi cha đi biết. Cha gì? Qua bển đi. Đông tâm lành á. Qua bển đi. Nó hay chưa? Lúc nào cũng chữ lỏng vậy. Qua bển còn mừng nữa. Nó mở bển nữa. Mới tắm ra xong mà còn mồ hôi gì đó. Muốn bay xây tóc. Về đây, hiện tượng chị. Vậy giờ chị khỏe phải không? Không có bệnh gì trong phải không? Người ta bán cho mình ngủ rồi, mà cứ nạt mình hoài, hỏi hoài luôn. Người ta ngủ để yên đi. Ban đêm thì mình thinh rồi, mà cứ nói hoài luôn vậy. Không để mình yên giấc đây, bắt gạo, nho cơm. Hung khói lên, giặt đồ mới vừa lòng sao? Cũng từng đi chợ rồi mới chưa vừa lòng sao? Muốn gì trời? Bây giờ em khuyên chị nè, uống thuốc bổ vô cho nó khỏe lại. Ở nhà có thuốc sẵn nó lấy ra uống. Vậy là cái có hôm nào em ghé chợ chị đi bác sĩ nha, thăm bác sĩ nha. Không luôn. Em có tiền em vô máy lạnh em uống nước xong vậy thôi à. Nói vậy. Máy lạnh mắt lớp tay á, em lại lớp tay cho. Đi bác sĩ. Có khi uống Hồi xưa là chắc chị cũng thường đi như cái chỗ máy lạnh. Hồi xưa chắc bị ảnh hưởng tới giờ đó. Nhớ là kỷ niệm hồi xưa không mà. Hồi xưa đám bán thầy kêu dắt đi chơi. Em bà con đi chơi, tôi nốt về. Đi khách sạn đi chơi rồi, nhớ toàn máy lạnh luôn, sẽ hơi. Bên cha hả chị? Có cái nhỏ, thì em chơi với thằng Tây đó. Em bà con ở bên nước ngoài, về được bên nốt về, thích chị Hai Hiền đó, chị em. Còn ngoài ra là trong gia đình đó, nó không có ai cho. Ủa, chị gia đình nó không ai được hết. Chỉ có hai đứa là nó hết thôi. Tại vì hai chị suy nghĩ quá, bệnh á. Chỉ có nhỏ là thương thôi. Nhỏ thương á. Kim Ngân đó mà, chỉ có Kim Ngân là bệnh thôi. Mỹ, Úc. Giờ mình bệnh giàu lắm, 5 người đó ngoài. Hiện giờ nó nhớ, nó nói tiếng Anh luôn. Có nhỏ thôi, bệnh nó cũng như vậy thôi. Giờ nó chỉ là trọ lắm. Dạ. Tuyến, chị Tuyến nha. Bởi vì bây giờ nè, chị bình tĩnh lại, ha, mình uống thuốc bổ vô cho nó khỏe. Mới nước độc thì có bổ gì mà bổ. Thôi em lấy thuốc chị uống gì chịu không? Ăn thuốc gì? Thuốc bổ kìa. Hử? Uống vô đằng coi cái sức khỏe không gầy. Từ hôm mà chị đi xuống tới dưới đó mệt.
mệt lắm không gì. Đi xuống mà đi tới đi máy bay sao mà mệt. Bữa đó muốn xỉu rồi phải không? Đâu chị? Chị uống mà chị không uống nè. Đúng là áp lực hay cơ quá trời ấy. Dạ. Mấy chục năm trời như gì không? Thôi con cũng ghé thăm gia đình một tí vậy thôi nha cô. Có dịp con ghé lại coi tình hình chị coi sao có đỡ hơn không? Dạ. Không sao đâu cô. Thấy chị cũng tội nghiệp mà chưa biết có cách nào để làm ai cũng thương cho số mà cũng thương cho quét sạch bón luôn. Dạ. Nổi giờ cái người ta thấy kêu là dọn dẹp nhà cửa quét đó, xong làm trời ơi, trong ngay trong cái khuôn viên nhỏ chật hẹp thế này nè, nấu ăn đây luôn ha chị? Nấu than ngoài đó. Dạ. Bếp than ngoài đó. Nấu bếp than ngoài con. Này bếp đây đó hả? Chắc con đi ra ngoài luôn, con đi. Em đi luôn nha chị. Dạ. Dạ. Thì nếu mà có dịp con quay lại, thí dụ như ai thấy có ủng hộ được hoàn cảnh của gia đình cô vậy đó thì con quay lại. Thấy chị cũng tội quá. Mày. Dạ. Rất là hiền. Con trai. Chỉ có cái bệnh tôi phát bệnh lên là gì á? Dạ. Quá tải. Nói thì đúng nhưng là quá tải. Nhầm cái nói ra thì nó đúng, nhầm cái nói ra nó hơi mơ mơ hồ hồ sao. Dạ. Giặt đồ phơi gì đó hả cô? Đồ nó không mới dậy tới là nó tung ra. Cảm giác nào cái mũi cũng hôi hết trơn. Trời ơi. Gia đình cô trong cái khuôn viên này khoảng 4 mét vuông, 5 mét vuông à. Đó, trong căn trọ này đi. Thôi thì con cũng xin phép nha con. Dạ dạ dạ, em đi chị. Chị đi ra ngoài luôn rồi, cái đường này vô trong chỗ trọ của cô ở đây. Rất là tội. Tuấn cũng từ vừa trong nhà của chị Tuyến đi ra của Tuấn anh chị à. Đúng là cái tình trạng của chị Tuyến lúc này cũng thấy là rất là không ổn của chú. Từ khi mà chị đi lạc xuống tới Sóc Trăng á, mà quay về bên đây á, như vậy cái này thì cái sức khỏe của chị càng không ổn nữa. Lúc trước thì nghe cô mẹ của chị Tiến chia sẻ là chị có uống thuốc, chịu uống thuốc nha. Nhưng mà hiện tại thì chị không chịu uống thuốc này. Không chịu uống thuốc nên bệnh tình ngày càng nặng thêm nữa. Trước mắt bây giờ nếu mà có điều kiện thì sẽ gia đình có hướng giải quyết là sẽ đưa chị đi tái khám. Đi khám bệnh lại á. Tại vì bệnh của chị là khám ở bệnh viện tư hơn à, không có cấm bảo hiểm được, mà chi phí cũng khá là cao chú à. Hoàn cảnh gia đình thì cũng coi như khá là tội. Ba người mà hai người bệnh rồi, chị Tiến bệnh giống như cái tâm thần không ổn định này. Chị Tiên á, em của chị Tiến á thì lại sức khỏe không có để làm việc, giống như bị ảnh hưởng cũng giống như áp lực cái tâm lý, không có động lực mà để làm nữa. Và mẹ của chị Tiến thì coi như quá mỏi mệt rồi, sống nhờ vào cái lương hưu của giáo viên.
Nhưng mà giờ nếu mà có điều kiện thì sẽ chở chị Tuyến đi tái khám lại ở một cái bệnh viện đấy, bệnh tư thôi cô, là bác sĩ tư đó, chi phí cũng khá là cao này, thì Tuấn cũng không biết thế nào, để xem tình hình về sau nó có khả quan hơn không nha. Nếu mà ổn quá thì sẽ tiếp tục giúp chị và gia đình nha, thì cũng nhờ sự đồng hành của các cô chú anh chị mình Thường Quân thôi. Hoàn cảnh của chị thì cảm thấy bây giờ bệnh tình ngày càng nặng thêm, gia đình thì coi như là không đuối lắm rồi, để chăm sóc cho chị cũng rất là đuối đó cô chú ạ. Thì tối nay cũng có dịp mà ghé thăm lại gia đình chị Tuyến nha, cũng có những cuộc trò chuyện hỏi thăm thêm về hoàn cảnh gia đình thế nào, sự việc sau mà chị ta lại bị như vậy và cuộc sống hiện tại gia đình như thế nào. Thì cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha, và Tuấn sẽ cố gắng cập nhật thêm tình hình của gia đình chị Tuyến, có những cái diễn biến mới thì Tuấn cập nhật cho cô chú anh chị mình được rõ hơn ạ. Dạ thì Tuấn cũng xin cảm ơn các cô chú mạnh thường quân nha, đã luôn đồng hành cùng Tuấn Hậu Giang. Chúc các cô chú mình luôn mạnh khỏe nha, và Tuấn cũng xin dừng video tại đây ạ. Kính chúc các cô chú luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại ạ.